Dạ, La Phan Sài Gòn xin kính chào tất cả các bà con trong nước cũng như ngoài nước. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Thưa quý vị, hôm nay tôi tiếp tục quay lại cái câu chuyện của là cô bí ẩn và gia đình bác hai. Bà con vào xem chương trình vui lòng mà cho La Phan Sài Gòn xin một lượt like nha quý vị. Bà con là chưa đến cái kênh vui lòng đăng ký để nhận những cuộc trò chuyện mới nhất từ kênh ạ. Thưa quý bà con thì ngày mai là cái ngày giỗ tròn một năm của chị Kim Hà. Và hồi chiều thì cũng có một số kênh YouTube cũng đã xuống để mà chia sẻ với gia đình, cũng để mà có những cái phần quà của tất cả các mạnh thường quân cũng gửi về cho gia đình bác hai. Thì trong cái quá trình mà anh em cái như là chia sẻ câu chuyện bác hai thì hôm nay bác hai là tiết lộ ra một cái bí mật mà nó động trời động đất luôn quý vị. Tôi nói thật sự ra đó, cái cô bí ẩn này ngày xưa là cô gọi là một trong những người mà cô lênh xả vô để mà cô bất chấp luôn. Cô thề, cô thốt, cô hứa, cô hẹn đủ tất cả các kiểu. Cho nên á, cộng đồng mạng chúng ta nói thật sự bà con đừng có trách gia đình bác hai nữa. Mà chúng ta phải tìm hiểu một nguyên nhân. Những người mà họ hiền lành tử tế như cái gia đình bác hai đấy. Là cái vấn đề ở đây là người ta trọng cái lời thề, trọng cái lời hứa. Cái niềm tin của gia đình bác hai là căn cứ từ đâu? Căn cứ vào những cái lời thề và cái lời hứa của cô bí ẩn. Trời đất thanh thần thiên địa, hôm nay mà tôi nghe mà bác hai nói một câu mà tôi choáng váng quá vậy. Trên 4 tỷ 530 triệu đó là nó đi gọi là cái như là đội nón ra đi là cũng từ lý do là những cái lời thề. Cô hứa hẹn quá trời, khẳng định luôn. Khẳng định luôn mà nếu như mà cái câu chuyện này, nếu như mà câu chuyện này là cô làm không có ra nơi, không có làm mà cái như nó ra bả đó, là cô sẽ cạo đầu xuống tóc đi tu, trời đất rời bỏ quê hương luôn. Và lấy cái mạch của cô là làm cái đoàn ngồi cho cả gia đình. Hèn chi quý vị, chung là cô đã thờ cỡ ri thờ thua rồi, đã nói cá sách mắt cá chứng để ngày mai cô bí ẩn cô hỏi là cái ai phát ngôn câu này đó. Thì đây là bác hai nói nè, đây là người bị hại nói nè, đây là người bị hại phát ngôn này quý vị bà con nghe. Dạ, bây giờ con xin hỏi ngoài lời bác hai tí xíu nè, thì con cũng nghe được tức là khi mà cái cô bí ẩn đến với gia đình mình có hứa hẹn thế này thế kia, cũng như là tạo một cái niềm tin cho gia đình. Đặc biệt thì nó giống như là cái sự mà bà hứa bà hẹn như thế nào mà để mình phải tin như vậy bác hai. Thì lúc đầu thì bà hứa bà nói như bà làm cái việc của con Hà này á, thì bà xuống tóc rồi bà không ở cái chứ của ăn chứ của tăng này. Dạ, coi như là bà câu tới không khiếp đó. Nếu mà làm cái sự việc của chị Kim Hà mà không ra đó là bà sẽ xuống tóc mà gọi nôm na là cạo đầu đó quý vị, gọi là cạo đầu bôi vôi đó, sẽ bỏ rời khỏi quê hương không biết là đi đâu, thề thốt dữ dằn luôn. Nếu như mà câu chuyện này mà làm không ra thì cô sẽ cạo đầu, gọi là cái như là khoác áo nâu sầm để mà chôn chặt niềm đau đó quý vị. Trời ơi, tôi nói bây giờ mà cái sự vụ đây mà bây giờ cái thỉnh thoảng mà gia đình lên chia sẻ một cái tin mà toàn là cái tin giật gân, tin chống đạn không quý vị. Đó rồi cô bí ẩn rồi, không biết cô còn có nhớ những lời này không ta. Hả? Mà nhìn cái tướng cô này tôi nói thật sự nha, khi mà nghe bác hai bác chia sẻ đó, khi nghe bác hai chia sẻ là cô bí ẩn sẽ cạo đầu nếu như mà cái sự vụ của chị Kim Hà là cô làm không ra bả, không đến nơi đến chốn đó, thì tôi hình dung ngay. Nhìn cái tướng cô này mà cạo đầu tôi nghĩ là nhìn chắc là cũng lạ lạ lắm quý vị. Nhìn nó cũng như cái hột mít lùi. Nó kỳ cục kẹo chứ. Trời đất thánh thần thiên địa hỏi ơi, không hứa cái chi mà đi hứa cạo đầu, đi hứa cạo đầu để mà cái như là rời khỏi nơi đây. Thế nói thật sự lúc đây là bà đã có một cái là cái như là cái dấu hiệu trốn chạy rồi, đúng không? Cái lúc đây thời điểm đây đó là bà nói là cái nếu như mà cái sự việc của chị Kim Hà đó mà bà làm không ra bả, không đến nơi đến chốn là bà sẽ cạo đầu để mà bà rời khỏi quê hương đó. Là bác hai cũng phải hiểu là lúc đây bà đang có dấu hiệu là chuẩn bị đường trốn chạy rồi đó chứ, đúng không?
Nếu mà bà kể như là bà nói bà làm ra bả đấy thì bà phải viết một cái biên bản cam kết với gia đình. Tôi là tên gì đó, số căn cước công dân, ngày tháng năm sinh. Rồi tôi hứa với gia đình của chị hai tên họ gì, số căn cước công dân vô. Rồi tôi cam kết với gia đình của chị nè, cái vụ án của Kim Hà ngày tháng năm nào đó, rồi tôi sẽ làm cho ra chuyện. Nếu như mà tôi không làm ra chuyện thì tôi sẽ chịu trách nhiệm trước gia đình và pháp luật. Vì sao? Liên quan đến số tiền là gia đình đã nhờ tôi đi, gia đình đã đưa cho tôi đi thế này thế nào kia đó, thì mình mới tin chứ. Chứ tin cái gì mà tin mà xuống tóc cạo đầu quá vậy. Một cái lời hứa để mà hoàn thành cái nhiệm vụ, còn nếu như không hoàn thành nhiệm vụ đó thì cỡ như là sẽ mà xuống tóc luôn, quên niềm, cái như nó thật sự quá vậy. Ở rồi tôi nói như cái này nè, mình nói thì mình nói luôn, nếu như mấy mà các sư thầy đó, rồi các sư thầy mà nói người ta không tin thì các sư thầy lấy tóc ở đâu nữa mà cạo để mà đi hứa với người ta quá vậy, được không? Nó kỳ á, trời ơi, đi đi gọi là đi hứa một cái nó hão huyền là xuống tóc. Xuống tóc để khẳng định rằng là cái câu chuyện là tôi sẽ làm cho nó ra bà. Trời ơi, tội gì hay, dở sợ gì hay, kiểu ri mà dì hai, mà dì hai tin thế này là chết rồi, thấy không? Này đâu có, tôi thấy nó thật sự mấy ông nội mấy cái bà mà nó thật sự bả mùa nắng rồi nè, thiếu gì người mà xuống tóc để cho nó mát mẻ, thấy không? Thời buổi bây giờ người ta nói rằng là xấu mặt là lâu chứ xấu đầu không mấy năm chút, có nghĩa là xấu đầu là cạo đầu trọc hay đầu nó lớn nó thẹo đó, thì vài bữa tóc lên nó cũng phủ lại hết rồi. Cái câu chuyện đó nó không quan trọng. Mà nói thật sự cái đầu tóc của cô này mà đổi lại 4 tỷ 530 triệu tôi thấy cũng cực kỳ giá trị nha. Đó. Hết chuyện hứa gì đi hứa cạo đầu với bà con. Mình là một trong những người gọi là doanh nhân thành đạt, có 500 gọi là anh em, 500 cả như là kỹ sư đại học và trên đại học. Mà tại sao bây giờ mình không lại dùng những cái mà nó hay ho hơn để mình đi hứa với gia đình, mà lại đi hứa cái là gọi là trập đầu, đi hứa cái cạo đầu. Đừng có nói tôi thực hiện cái châm ngôn là bách thành có tóc không bách thành trập đầu nha, có nghĩa là cạo đầu trập rồi nghĩ rằng cái câu chuyện là gia đình bỏ qua, không có đâu quý vị. Hiện bây giờ gia đình cũng đang quyết liệt cái vụ này. Hiện bây giờ gia đình đang quyết liệt vụ này. Vì gia đình đang có nghi ngờ, nghi ngờ cô này đang có cái dấu hiệu thì gia đình khiếu nại thôi quý bà con. Còn thật hư trong câu chuyện này thì chỉ có gia đình và cô bí ẩn là biết rõ nguồn cơn ra sao. Nhưng cái mà chúng ta thấy rằng gia đình đang có gọi là cái sự nghi ngờ, những cái hành vi của cô bí ẩn đang có một cái dấu hiệu nào đó thì gia đình được quyền đâm đơn để mà khởi kiện. Đây là một trong những cái câu chuyện rất bình thường. Nhưng mà cái điều nó khác thường đây đó là kể như là không cam kết bằng một văn bản mà cam kết bằng những cọng tóc trên đầu. Trời đất thánh thần ơi, bà cam kết giữ đùng đâu quý vị. Nếu như em nói chị hai đó, vụ này nó vụ Kim Hà mà em làm không ra bả đó, em làm không ra chuyện đó là em sẽ cạo đầu và em sẽ rời khỏi quê hương. Rồi em đi đâu? Đừng có nói là em vô chùa nghe. Trời đất, em vô chùa rồi cái như là cái này nó hơi căng nữa. Hết chuyện đi hứa, đi hứa cạo đầu. Tôi nghe cái này mà thật sự quý bà con tôi ngồi mà tôi cười cười ngất luôn, cười mà nó thật sự là ăn cơm không nổi luôn. Mà tôi hình dung ra ngay, hình dung ra bà đây bà cạo cái đầu thật sự giống như là cái tướng như hạt mít lùi thôi chứ, đúng không? Hết chuyện hả? Hết chuyện sao? Cái như là em bí ẩn mà em hứa gì đâu mà em hứa người ta em cạo đầu em. Trời đất thánh thần thiên địa con nữa. Ngoài cạo đầu ra đó rồi còn cái này nó mới độc nè, cái này nó mới căng nè quý vị. Chứ cạo đầu là cái chuyện, chuyện đây là một trong những cái chuyện bình thường. Còn cái chuyện khác thường đó nè, một CEO đó quý vị. Cô bí ẩn nói với gia đình mình là làm cái vụ việc này không ra là bà sẽ cạo đầu đi tu rồi không ở đây luôn. Thì lên lần sau nữa thì tiếng nói là làm mà không ra lẽ thì bắt cái mặt của kiếm đưa vô bằng đại lý của gia đình bác hai. Coi như là nếu mà Chết 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 kiểu đây tôi nói chết chết cha rồi. Thôi mấy ngày qua ta xuống đây chứ. Bà hứa toàn là hứa, thứ nhất là cạo đầu. Cạo đầu rời khỏi quê hương. Đây là cái dấu hiệu gọi là cái là bó của chạy lấy người đó quý vị.
À, bà giục lại đầu tóc rồi xem như gia đình làm gì làm, chứ còn bà bỏ chạy đó. Bà nói mà cạo đầu và sẽ rời khỏi nơi này. À, trời ơi, chẳng khác nào bà đi xù nợ quá vậy. Nếu vậy thì ai làm cũng được, được không? Nếu vậy đó thì mình cũng tới người ta mình mượn tiền, à, tới người ta mình cũng là cam kết người ta đó, bảo rằng cái chuyện của ông là tôi làm được, ông đưa tiền đi tôi làm cho. Còn nếu tôi làm không được là tôi cạo đầu và tôi rời khỏi nơi đây. Ông nào lúc có tiền là mình sống chỗ nào mà chẳng được, được không? 4 tỷ mấy mà cái lạc lạc lên Sài Gòn đây cũng kiếm căn nhà cũng là ok rồi. Ở thời điểm bây giờ bất động sản nó còn cái như là chưa có sốt đó, thì lên nó thật sự lên Sài Gòn đây kiếm một căn nhà là thoải mái đó, được không? Nó cần gì ở đấy nữa. Còn đầu tóc cao lắm là quấn khăn đóng như mấy ông già ngày xưa quá vậy, làm khăn đóng quấn nó rập trùm khăn nữa, rồi trong vòng 3 4 tháng sau hết cái kiểu như ông lang thang Sài Gòn đây thì cũng dùng được mà, được không? Để. Hết chuyện đi, hứa cái gì không hứa hứa cạo đầu. Ở rồi hứa lần thứ sau bảo lên á, lần đầu bảo lên bảo hứa cạo đầu, lần hai bảo lên bảo hứa nếu như sự việc là tôi làm không ra thì lấy cái mạch của tôi làm cái bàn ngồi, làm cái ghế ngồi cho cả gia đình. Trời đất thánh thần thiên địa hội. Ở rồi mấy bây giờ mấy ngày nay sao ta không xuống để mà ta thực hiện cam kết đi chứ, đúng không vậy? Hèn chi bây giờ tôi mới hiểu quý vị, hèn chi mà lúc mà cái câu chuyện nó đang gọi là cái giai đoạn bế tắc mà gia đình lên cộng đồng mạng tố giác đó, là gia đình có liên lạc với cô Bí Ẩn này, à, nhưng cô Bí Ẩn là gọi là trốn tránh không muốn ra gặp, vì lý do là sợ thực hiện lời hứa ngày xưa, à, là dùng cái mặt đó làm cái bàn ngồi đó quý bà con. Vậy đó, chỉ có hai cái lời hứa mà nó hão huyền như vậy đó mà gia đình lại là đưa ra là 4 tỷ 530 triệu. Bà con thấy khủng khiếp không? Chung lời hứa này cũng là chung là lời hứa ngàn vàng đúng với bà con. Thì bây giờ ta thực hiện đây chứ. Ở mà trước khi thực hiện ta phải làm rõ số tiền là 4 tỷ 530 triệu đó. Rồi đi đâu về đâu. Đó, rồi gia đình là cái như là trong những khoảng vừa qua là gia đình là cái như là tổn thất trong câu chuyện là như thế nào. Rồi cái hướng của mình là khắc phục lại cho gia đình ra sao. Cái tổn thất hiện bây giờ chúng ta nhìn thấy rất rõ là gì? Mất thời gian, mất cái tiền lãi hàng tháng, à, hàng tháng gia đình phải trả tiền lãi. Để. Dùng cái hai lời hứa hão huyền thôi, rồi bắt đầu là cái như là để cho gia đình phải tốn một cơ số tiền cực kỳ khủng khiếp. Bà con nghe lại nha, trời đất ơi, tôi nghe cái này mà nó thật sự quý vị mà cái như là mình không có hình dung nổi luôn, mà sao là gia đình gì hay lại tin tưởng một người mà cái như là như vậy. Được không? Một cái đầu cấp mà đổi lại 4 tỷ 530 triệu tôi nghĩ là cái chuyện bình thường quý bà con, nó không có gì mà tôi nghĩ là cái như là đầu cấp cô này cực kỳ cả giá. Đó. Cũng coi như là tạm ổn đúng không bác hai? Dạ. Rồi bây giờ con xin hỏi ngoài lề bác hai tí xíu nè, thì con cũng nghe được đó, tức là khi mà cái cô Bí Ẩn đến với gia đình mình có hứa hẹn thế này thế kia, cũng như là tạo một cái niềm tin cho gia đình, đặc biệt thì có giống như là cái sự mà bà hứa bà hẹn như thế nào mà để mình phải tin tin như vậy bác hai? Thì lúc đầu á thì bà hứa bà nói như bà làm cái việc của con Hà này á Dạ. thì bà xuống tóc rồi bà không ở cái xứ Phú An xứ Phú Tăng này. Dạ, coi như là cô Bí Ẩn nói với gia đình mình là làm cái vụ việc này không ra là bà sẽ cạo đầu đi tu rồi không ở đây luôn. À. Thì lên lần sau nữa thì tiếp nói là làm mà không ra lẽ thì bắt cái mặt của thím đưa vô bằng đạo đức của gia đình cấp hai. À, coi như là nếu mà làm không ra lẽ thì lấy cái mặt của bả đi làm coi như cái ghế ngồi để cho cả gia đình ngồi. Đó, thì những cái lời nói đó thì thật sự mà nói là nó chưa có thành hiện thực, mà gia đình của mình tốn tiêu tiền quá trời quá trớn rồi. Thì nói chung thì cái vấn đề chính hôm nay là Đây quý vị, nó khổ không? Thì bây giờ xem như là cái câu chuyện người ta đã đi tố giác mình, chứng tỏ là cái việc của mình làm nó đã không thành công rồi đó. Đó hả? Theo dõi một cái sự việc mà đến bây giờ bà con thấy đi, đã gần cả năm trời. À, ngày mai là ngày cũng là tròn 1 năm, à, của chị Kim Hà, à, cũng để xã tang cho hai đứa nhỏ. À, nhưng cái câu chuyện này nó vẫn là một trong những cái mà cái ẩn số. À.
Và gia đình cũng đã có những cái động thái pháp lý tiếp theo liên quan cái sự vụ của chị Kim Hà. Còn liên quan đến cô Bí Ẩn thì gia đình cũng đang có những cái đơn thư để mà tố giác những cái hành vi mà gia đình cho rằng cái như là ABC gì đó. Nhưng tôi nói rằng đó, cái điều mà khi mà tôi nghe cái lời thề cô Bí Ẩn là vừa cười mà vừa giận luôn. Tại sao là nghe một cái lời mà hứa hảo quyền, một lời hứa hảo quyền là làm không ra sẽ là cạo đầu đi tu, cạo đầu để mà rời xa vùng đất này mà gia đình lại tin. Đó, rồi lần hai bà xuống đó là bà cái như là thề, cái như là cái kiểu nó còn kinh hơn nữa. Đó, là dùng cái mạch của bà làm cái gọi là cái bàn ngồi cho cả gia đình. Dán ngồi không quý vậy. Ông nội ngồi nó nhổm nhơ mà nhất là cái bộ răng xấu đó ông nội dán ngồi hay không? Đó, toàn là thật sự bà này bà đưa toàn những cái mà khó xơi không? Đó, đưa vô gia đình vô toàn thớt kẹt không?